Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị hai căn nhà thuộc tổ dân phố 6, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với hai căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 1m8, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m, cách với lại mặt đường Phú La nó khoảng tầm 100m nha mọi người. Xung quanh ngập tràn tiện ích. Với căn nhà 30m2 thiết kế và xây dựng là 5 tầng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Xung quanh ngập tràn tiện ích ở đây là gì ạ? Gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với lại chợ Hà Đông, gần với lại cầu Trắng, cầu Đen, gần với bệnh viện đa khoa Hà Đông. Nói chung giao thông đi lại rất là thuận tiện. Giá chào bán thì chỉ từ 3 tỷ 2 đến 3 tỷ 4 thôi mọi người ạ. Và ngoài sẽ quay căn nhà này để gửi tới cho quý vị. Diện tích 30m, 5 tầng, xung quanh mặt ngoài của ngôi nhà đều đã được ốp gạch rồi mọi người ạ. Và mời mọi người theo em vào phần chính của ngôi nhà, tầng 1. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa gỗ lim. Đây nha mọi người. Đây. Rất là chắc chắn, duy nhất một lớp cửa thôi nhưng mà cửa thiết kế cực kỳ chắc chắn ạ. Và mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế cái phòng bếp và phòng khách. Cái căn nhà này ấy, thì là cái mặt tiền của nó rộng, cho nên là cái căn nhà này nó gần như là thiết kế theo kiểu nhà ngang nha quý vị. Nó không phải là nhà ống, nó không phải nhà vuông, nó là nhà ngang, mặt tiền của nó cực kỳ rộng. Và với cái hướng nhà đây là hướng Đông Nam thì cũng rất là mát. Ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Đây là phần phòng khách, cửa chính rất là rộng. Ngoài ra ở đây nó có một cái cửa sổ nữa, mở ra cực kỳ là hút gió nha mọi người. Tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay lên thì sổ đỏ đều đầy đủ, bàn giao nhà và tất cả đều có hỗ trợ. Quý vị vay vốn ngân hàng tối đa lên 35 năm và tối thiểu là 3 năm. Ví dụ như căn nhà này quý vị có thể chi trả trước hoặc là vay ngân hàng được tối đa tầm 1 tỷ 8 ngân hàng. Phần còn lại thì là mọi người sẽ chuẩn bị cái phần tiền mặt nhé. Hệ thống trần thạch cao, đèn led, chiếu sáng, phần sơn đều đã lắp đặt xong hết rồi. Ngoài cái phần phòng khách ra thì tầng 1 ở đây còn một phòng bếp siêu rộng, siêu dài mọi người ạ. Đây là cái phần không gian phòng bếp. Ở đây là cũng có cửa sổ mở ra cái chỗ phần phòng bếp nha mọi người. Tủ bếp thì đã thiết kế là tủ gỗ An Cường, chống cong vênh mối mọt. Phụ kiện bếp đi kèm thì đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Căn nhà này đúng theo hiện trạng, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây như quý vị nhìn thực tế. Và cái căn nhà này hiện tại thì giá chào bán đang là 3 tỷ 400 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp ốp gạch mọi người ạ. Đó. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở tầng 1 của ngôi nhà, nhỏ nhắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Là cái phần bồn cầu này, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với một cái căn nhà 30m thiết kế công năng và cái giá bán rất là phù hợp với cái vị trí nữa nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ tự nhiên. Ngăn cách giữa cái phần cầu thang và cái phần phòng khách ở đây ấy, thì là có một cái vách lam CNC ở đây khá là hợp lý mọi người ạ. Để có thể kệ trang trí, mặt bậc cổ bậc thì là ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết đường, hướng, giá, vị trí thuộc tổ dân phố 6 phường Phú La rồi đúng không ạ? Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì cái ngôi nhà này thiết kế cho quý vị là mỗi tầng một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh. Các tầng đều có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Ngoài cái phần cửa mở ra ban công thì ở đây bởi vì mặt tiền nó rộng, cho nên quý vị có thể nhìn ở đây luôn là có thêm một cái chiếc cửa sổ nữa. Tất cả đấy, cửa sổ nhỏ nhắn này thì đáp ứng cho quý vị hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Sàn nhà thì được thiết kế là sàn gỗ công nghiệp. Cửa nhà thì được thiết kế là cửa gỗ tự nhiên. Đây. Trần thì thiết kế hệ thống trần thạch cao. Màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Và đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Với cái phòng vệ sinh này thì đây mọi người nhìn thấy không? Rất là rộng luôn ạ. Đó,
từ vị trí cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường chính Phú La thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó khoảng tầm 100m, gần với lại chợ Phú La, gần với lại Văn La, nói chung là đi lại rất chi là thuận tiện cho quý vị nào đã đang và đi làm ở Hà Đông nha mọi người, rất là hợp lý luôn. Còn từ cái căn nhà này quý vị có đi làm ở quận Thanh Xuân quay đầu thì cũng khá là ổn, bởi vì nó cũng chỉ phạm vi tầm bán kính tầm 8 đến 9 km thôi. Thì theo Ngọc Ánh nghĩ rằng cái ở Hà Nội ấy, nếu như 8-9 km đi lại nó rất là bình thường đó. Và đây là tầng 2 của ngôi nhà, mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ tầng 2, tầng 3 và tầng 4, mỗi một tầng thiết kế đây một phòng ngủ siêu rộng, siêu vuông vắn nha mọi người, không có bị chéo một chút nào luôn, vuông vắn rất là dễ dàng cho quý vị kê đồ nội thất. Có mỗi một chút cái ngõ ấy, vào ấy thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó chỉ được tầm 1m8 thôi mọi người ạ, nhưng mà nó chỉ có một đoạn ngắn thôi, còn nó cách với lại cái đường ô tô thì khoảng tầm 50m. Và ở trên cái tầng 3 này ấy, tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế nhà vệ sinh là ở phía bên ngoài. Đây. Đây mọi người nhá. Nhà vệ sinh đều có cửa sổ quạt hút mùi thông thoáng. Sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo đáp ứng công năng sử dụng cho từng tầng. Và Ngọc đã chia sẻ cụ thể với quý vị là căn nhà đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi. Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà còn lại thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà. Và đây là tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với cái tầng 4 này thì thiết kế ra sao ạ? Ở đây là có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Và tiếp theo nữa, tầng 4 thiết kế cho mình một phòng ngủ riêng nha mọi người. 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, em nhấn mạnh lại với cái căn nhà này 4 tầng nhưng thiết kế cực kỳ hợp lý. 3 phòng ngủ, đó. Đây là phần sân phơi. Rộng rãi, thoải mái, nơi để máy giặt cũng như là để phơi rất chi là hợp lý, đầy đủ ánh sáng. Và mọi người chắc là thắc mắc xem phòng thờ ở đâu, đây. Nhà này thiết kế vô cùng hợp lý, ở đây có một ô phòng thờ nha mọi người. Đây cho mọi người xem. Quý vị nào đang có những cái lô đất 30m, 31m, 32m mà cái hình hài của nó nhà ngang như thế này mà chưa biết thiết kế ra sao thì có thể tham khảo video này, bởi vì Ngọc Ánh thấy nó rất là hữu ích. 4 tầng mà vẫn thiết kế được 3 phòng ngủ, phòng thờ riêng biệt, phòng khách, phòng bếp vô cùng hợp lý. Và mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại phía trên màn hình nhé, 0983 03 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.